sau đó luca sẽ trình bày một người dùng đồ họa chuẩn bị giao diện cho các dano cli để bạn có thể có cách khám phá công cụ tương tác hơn cuối cùng thomas sẽ giới thiệu cho bạn thêm một chút về cover và lucid hãy bắt đầu cách đây không lâu chúng ta chỉ có một cách mã hóa hợp đồng thông minh giờ đây trong vòng chưa đầy một năm một số tùy chọn mới của cả mã on-chain và mã off-chain đã xuất hiện trên toàn hệ sinh thái. Biết cách sử dụng các công cụ cụ thể là quan trọng, nhưng hiểu các khái niệm đằng sau những công cụ đó thậm chí còn quan trọng hơn vì nó cho phép bạn nhanh chóng thích ứng với những thay đổi công nghệ và di chuyển giữa các công cụ và ngôn ngữ khi cần. Được rồi, hãy bắt đầu vì chúng ta đang học bài thứ tư của chương trình Menu Perlertus nên tôi giả sử rằng bạn biết mô hình UTXO mở rộng hoạt động như thế nào và bạn đã viết và sử dụng một vài hợp đồng thông minh đơn giản. Được rồi, vậy chúng ta có ý nghĩa gì khi nói mã trên và off trên? Khi nói về mã on trên, chúng ta muốn nói đến mã chạy trong nốt trong quá trình bao gồm các giao dịch và dữ liệu mới được lưu trữ trong blockchain. Chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề này trong các trang trình bày tiếp theo. Nhưng mã on trên về cơ bản là chính giao dịch với các ký hiệu và đầu ra của nó, vân vân và các trình xác thực để kiểm tra xem bạn có thực sự có thể thực hiện giao dịch hay không. Và khi chúng ta nói về mã off trên, chúng ta muốn nói đến mã chạy trên thiết bị của người dùng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để truy vấn blockchain xây dựng và gửi giao dịch đây có thể là một quá trình từng bước nhưng bạn cũng có thể thực hiện những việc phức tạp ví dụ bạn có thể có một quy trình đang chạy để kiểm tra trạng thái của giao dịch và hiển thị nó trong giao diện người dùng hoặc giao diện theo dõi địa chỉ và gửi giao dịch khi một utxo cụ thể được sử dụng hoặc một ngày trôi qua hãy nhớ rằng blockchain là một thực thể thụ động nó không tự làm bất cứ điều gì cách duy nhất để điều gì đó xảy ra trên blockchain là nếu ai đó gửi giao dịch hầu hết mã đều nằm ọp trên điều này thật tuyệt vì mã đó không chạy trong nốt vì vậy chúng ta có thể dễ dàng thay đổi nó và nó không cần phải có cùng hiệu suất và tiêu chuẩn bảo mật mà mã on trên phải có có. Nếu trình xác thực của bạn có 10 triệu bản ghi, tốt nhất bạn nên chắc chắn rằng nó hoạt động như mong đợi. Nhưng nếu giao dịch của bạn cố gắng sử dụng một số UTXO theo cách mà trình xác thực không cho phép thì giao dịch đó sẽ không thành công và bạn có thể thử lại. Điều đó không có nghĩa là bạn có thể sử dụng mã off trên. Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra với mã đó thì tính bảo mật của trình xác thực của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này đưa tôi đến câu hỏi tiếp theo. Tại sao cần phải phân tách mã? Vâng, bởi vì cả mã on-chain và mã off-chain đều có những ưu điểm và hạn chế cố hữu. Mã on-chain đảm bảo tính toàn vẹn nhưng đắt tiền và mã off-chain không đảm bảo tính toàn vẹn nhưng có quyền truy cập vào ví và tài nguyên của người dùng. Ý tôi nói đắt tiền là tất cả dữ liệu trong blockchain trên phải được đồng bộ hóa và xác thực trong tất cả các nốt. Ít nhất là cho đến khi Mithrin hoạt động. Ngoài ra, tất cả mã chạy từ blockchain trên đều phải trả phí. Chúng ta muốn blockchain trên của mình nhanh, nhẹ và giá cả phải chăng nhất có thể. Và chúng ta chuyển nhiều nhất có thể sang khía cạnh ọp trên của mọi thứ. Như chúng ta đã thấy trước đây, Trình xác thực chứa logic được thực thi để đảm bảo chỉ những giao dịch đáp ứng các nghĩa vụ đó mới được xác thực thành công và được thêm vào blockchain. Vì tính toàn vẹn của tập lệnh là rất quan trọng nên chúng ta lưu trữ nó trong block trên bất biến về mặt mật mã của mình để ngăn chặn những kẻ xấu sửa đổi nó. Đó là lý do tại sao tập lệnh cần phải được lưu trữ on trên. Nhưng để đến giai đoạn đó, trước tiên chúng ta phải truy vấn blockchain để tìm ra utxo nào chúng ta muốn sử dụng sau đó tạo giao dịch với các utxo đó redeemer và mọi thứ chúng ta cần và cuối cùng chúng ta muốn ký và gửi giao dịch để nốt có thể xác thực nó tất cả những điều đó đều đòi hỏi đa tài nguyên tùy thuộc vào sự lựa chọn của người dùng và quan trọng là nó cần có chữ ký của người dùng ngay cả khi logic của trình xác thực không yêu cầu thì giao dịch vẫn cần phải được ký để cho phép nó sử dụng ít nhất một trong các UTXO của người dùng. Vì tất cả những điều đó, và vì chúng ta không cần sự đảm bảo về tính toàn vẹn nên chúng ta thực hiện những nhiệm vụ đó off-chain. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét sâu hơn về mã on-chain. Đây là quy trình biên dịch mà mã của chúng ta trải qua để trở thành thứ mà một nốt có thể chạy. Chúng ta bắt đầu với Perlotus TX. Đây là ngôn ngữ cấp cao mà các nhà phát triển sử dụng để viết mã tập lệnh. Bạn đã sử dụng điều này trước đây. Và khi chúng ta biên dịch mã này, nó sẽ trải qua một số bước. Đầu tiên, nó được chuyển đổi thành lõi GHC. Đây là một phần của đường dẫn biên dịch GHC. Sau đó, chúng ta lấy nó và biên dịch nó thành biểu diễn trung gian tớt từ giờ trở đi chúng ta độc lập với ghc và hc và có toàn quyền kiểm soát quy trình biên dịch của họ sau đó chúng ta chuyển đổi nó thành lõi pờ lơ điều này phục vụ như một hình thức trung gian mà trình biên dịch sử dụng để kiểm tra tĩnh chương trình và cuối cùng chúng ta đến phần lõi pờ lơ chưa được định kiểu đây là thứ mà đốt thực sự chạy để xác thực giao dịch ngôn ngữ này thực sự khó viết mã trực tiếp và thường được lưu trữ dưới dạng biểu diễn nhị phân sau nhiều bước thế chả thật khôn ngoan khi chia nhỏ các quy trình biên dịch lớn bằng cách giới thiệu các ngôn ngữ trung gian hoặc cách biểu diễn trung gian để đảm bảo không có bước nào quá lớn và để kiểm tra từng bước một cách độc lập nhưng chúng ta với tư cách là nhà phát triển pờ lơ tớt không quan tâm nhiều đến các bước trung gian điều quan trọng là những gì chạy on trên là pờ lơ tớt co chưa được định kiểu về mặt lý thuyết bạn có thể sử dụng một co cao cấp khác ngôn ngữ cấp độ nếu bạn có trình biên dịch biên dịch thành một trong các bước đó và đó là những gì các thành viên của cộng đồng đang thực hiện bằng cách thay thế các phần hoặc toàn bộ quy trình biên dịch các ngôn ngữ như TypeScript, các ngôn ngữ nhúng dành riêng cho lĩnh vực như plutarch và các ngôn ngữ hoàn toàn mới như Aiken. được rồi tuyệt vời chúng ta có pở lơ tớt co chưa định kiểu làm cách nào để đưa nó cho nốt đó là lúc mục tiêu ọp trên xuất hiện và tôi sẽ cung cấp các lệnh của các đa no cli ở bên trái để giúp bạn hiểu context dựa trên những gì bạn đã học trong các bài học trước nhưng điều này ứng dụng vào tất cả các công cụ off trên. Hãy bắt đầu với việc truy vấn block trên. Điều này là khá tự giải thích. Không giống như các hợp đồng thông minh diềm có quyền truy cập vào trạng thái của toàn bộ block trên. Trình xác thực các Dano chỉ có quyền truy cập vào thông tin liên quan đến các giao dịch mà chúng ta đang thực hiện. Điều đó có nghĩa là con tích của các giao dịch mà chúng ta muốn gửi. Tất cả đầu vào và đầu ra cùng với các giá trị Trạng thái và scripts tương ứng cũng như Redeemer thực tế. Nếu bạn muốn sử dụng một UTXO cụ thể, truy cập một datum cụ thể hoặc sử dụng scripts, bạn phải chỉ ra chúng như một phần của giao dịch của mình. Điều đó có nghĩa là bạn phải tìm chúng trước tiên. Và có nhiều cách để có được thông tin này. Tất nhiên, một nốt đang chạy nốt cục bộ của riêng bạn nhưng bạn cũng có thể có cơ sở dữ liệu cục bộ của riêng mình được đồng bộ hóa với nốt cục bộ hoặc nốt từ xa thường thông qua bộ chỉ mục chuỗi người lập chỉ mục chuỗi tuân theo blockchain và lưu trữ thông tin của nó trong cơ sở dữ liệu có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc này và bạn có rất nhiều công cụ để lựa chọn tùy thuộc vào lĩnh vực của dự án bạn đang thực hiện bạn có thể thích cái này hay cái kia và cuối cùng, bạn chỉ có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba chạy các nốt và cơ sở dữ liệu của riêng họ. Ưu điểm là bạn không cần phải có bất cứ thứ gì trên máy tính của mình. Nhược điểm là bạn có thể phải hy sinh tốc độ, hàm hoặc bảo mật. Một lần nữa, nó phụ thuộc vào nhu cầu dự án của bạn. Khi bạn có mọi thứ cần thiết, bạn có thể tạo giao dịch của mình chúng ta sẽ xem xét hai tình huống phổ biến nhất khi xử lý scripts chi tiêu. Một script xác thực xem bạn có thể sử dụng một utxo mới hay không. Scripts có thể có các mục đích khác như đúc và đốt, nhưng chúng ta sẽ có những bài học cụ thể cho việc đó. Hãy bắt đầu với cách triển khai scripts này. Giả sử chúng ta đã xuất bản scripts như chúng ta đã thấy trong phần trực tuyến và các bài giảng trước đó. Trước tiên, chúng ta phải lấy được địa chỉ của scripts. Ví dụ, chúng ta có thể làm điều đó bằng cách sử dụng các đa CLI với lệnh tạo địa chỉ. Đây là việc chúng ta chỉ phải làm một lần và tất nhiên. Với các công cụ khác, bạn có thể không cần phải làm điều đó dù chỉ một lần vì nó có thể được thực hiện tự động. Bây giờ chúng ta đã có tất cả dữ liệu cần thiết và địa chỉ script. Chúng ta có thể xây dựng một giao dịch để triển khai nó. Ngoài những gì tôi sắp nói ở đây, và tùy thuộc vào công cụ. Bạn có thể cần chỉ ra e mạng, tên của đối tượng hoặc tệp nơi lưu trữ kết quả cuối cùng. Vân vân, điều đó phụ thuộc vào công cụ cụ thể và việc hiểu các khái niệm này không liên quan nên tôi sẽ bỏ qua những chi tiết đó. Như tôi đã nói trước đây, để xây dựng một giao dịch, chúng ta phải cung cấp tất cả đầu vào và đầu ra. Trong trường hợp này, Đầu vào tối thiểu chúng ta cần là bất kỳ UTXO nào thuộc sở hữu của người ký có đủ giá trị để thanh toán cho các giao dịch và bất cứ thứ gì bị khóa với trình xác thực. Và đầu ra phải có ít nhất một đầu ra ở địa chỉ Scripps và một đầu ra ở địa chỉ của người ký hoặc địa chỉ mà chúng ta muốn cung cấp thay đổi. Bây giờ, khi chúng ta cung cấp đầy tùm UTXO của Scripps, như là đã nói trong bài giảng đầu tiên, chúng ta có ba lựa chọn một là chỉ cung cấp hàm băm của day tum ở đầu ra cách khác là cung cấp hàm băm day tum ở đầu ra nhưng cũng bao gồm day tum thực tế trong nội dung của giao dịch và cuối cùng giờ đây chúng ta cũng có tùy chọn cung cấp day tum thực tế ở đầu ra thay vì hàm băm của day tum việc sử dụng tùy chọn nào trong số này tùy thuộc vào trường hợp sử dụng đối với giao dịch khởi tạo giao dịch chúng ta đang thực hiện. Sự khác biệt chính là chi phí. Đưa đầy tôm thực tế vào blockchain sẽ tốn kém hơn. Nhưng sự khác biệt là ở giao dịch chi tiêu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều đó trong slide tiếp theo. Nhưng trước đó, chúng ta có một trường hợp tương tự đối với scripts của trình xác thực. Khi cung cấp scripts, chúng ta có hai tùy chọn. Chỉ cung cấp hàm băm scripts đây là phần địa chỉ thanh toán scripts trong trường hợp này chúng ta không cung cấp scripts thực tế ở bất kỳ đâu đó là công việc của giao dịch chi tiêu và cách chúng ta biết rằng giao dịch chi tiêu không thay đổi scripts là nếu có hàm băm sẽ thay đổi và giao dịch sẽ không hợp lệ như bạn có thể thấy, khi triển khai trình xác thực, scripts thực tế là tùy chọn, bởi vì chúng ta chưa sử dụng nó nên các scripts chi tiêu chỉ quan tâm đến việc sử dụng các giao dịch. Và bởi vì bây giờ chúng ta không cố gắng sử dụng mà chỉ tạo một script UTXO, nên nốt không cần chạy nó. Tùy chọn thứ hai là đính kèm scripts vào UTXO, cái này đắt hơn cái thay thế. Nhưng nếu bạn định sử dụng scripts này nhiều thì nó có thể đáng giá vì giao dịch chi tiêu không phải cung cấp nó. Tôi đang hiển thị hai scripts khác nhau cách tạo giao dịch bằng các đá no CLI. Bill và Bill do. Sự khác biệt giữa hai lệnh này là việc xây dựng tự động cân bằng các giao dịch. Trong khi lệnh Bill do yêu cầu bạn thực hiện thủ công, phí và cân bằng giao dịch đảm bảo đầu vào đầu ra vào phí cộng lại bằng không rất tốt cho mục đích học tập nhưng khi bạn đang làm việc trên một thứ gì đó phải chạy trong thực tế bạn cần một số cách tự động để thực hiện việc đó đó là lúc các thuật toán lựa chọn xu và tự động cân bằng phát huy tác dụng. Các thuật toán này thực hiện tất cả những điều đó cho bạn và các công cụ như MeshJS, Lucid và các công cụ khác sẽ tự động thực hiện việc này. Lựa chọn coi. Tính phí và cân đối là một phần của mọi giao dịch nên từ giờ trở đi tôi sẽ bỏ qua việc đề cập đến nó. Về mặt khái niệm, đó là tất cả những gì bạn cần biết để triển khai trình xác thực của mình bằng bất kỳ công cụ op trên nào mà bạn chọn. Bây giờ hãy xem các lựa chọn của bạn đã tham dự ảnh hưởng như thế nào đến cách bạn viết mã ọp trên khi sử dụng trình xác thực này. Tương tự như trước, chúng ta phải chỉ ra đầu vào và đầu ra. Nhưng chúng ta cũng có tùy chọn sử dụng đầu vào tham chiếu. Chúng ta có thể đã sử dụng thông tin đầu vào tham chiếu khi triển khai trình xác thực nhưng chúng ta không có lý do để làm vậy. Bây giờ, chúng ta phải chạy trình xác thực và nó phải thành công để cho phép chúng ta sử dụng UTXO. Trong trình xác thực đó, chúng ta có thể yêu cầu nhiều thông tin hơn thông tin có sẵn trong đầu vào của chúng ta. Ví dụ, nó có thể cần kiểm tra giá trị hiện tại được lưu trữ trong đây tung của một o giác cử. Trong trường hợp đó, Chúng ta có thể cung cấp UTXO của OZAK cửa làm đầu vào tham chiếu để truy cập giá trị bị khóa và đầy TUM. Sự khác biệt chính của đầu vào tham chiếu là chúng ta không sử dụng UTXO. Hàng nghìn scripts có thể tham chiếu cùng một UTXO cùng một lúc và chúng ta không cần phải là người kiểm soát nó để có thể tham chiếu nó. Điều này, kết hợp với đầy TUM nội tuyến, là một cách mạnh mẽ để chia sẻ thông tin on-chain. Hiện tại, cách chúng ta cung cấp đầy tung phụ thuộc vào cách triển khai trình xác thực. Nếu chúng ta muốn sử dụng UTXO trong địa chỉ của trình xác thực chỉ có hàm băm của đầy tum. Chúng ta phải có một số cách off-chain để biết dữ liệu, chẳng hạn như trang web hoặc hỏi người đã triển khai scripts. Đây không phải là trải nghiệm người dùng tốt nhất nhưng có thể có những trường hợp sử dụng mà bạn thích điều này. Nếu chúng ta muốn sử dụng UTXO không chỉ có hàm băm của datum ở đầu ra mà còn có datum thực tế trong phần thân của nó. Chúng ta có thể sử dụng một công cụ như bộ chỉ mục chuỗi để tìm và trích xuất đầy tum thời gian. Điều này cũng không còn lý tưởng nữa. Vâng, đầy nằm on trên, nhưng việc lấy nó không hề dễ dàng. Nếu bạn muốn đưa đầy Tum lên chuỗi, đầy nội tuyến có thể là lựa chọn tốt nhất và cuối cùng nếu utxo của bạn có daytum là datum nội tuyến chúng ta chỉ cần cho biết trường hợp đó là như vậy và script sẽ có quyền truy cập vào nó cung cấp script là một câu chuyện tương tự nếu chúng ta không đính kèm script vào utxo thì chúng ta phải có một số cách hiểu về scripts ở trên để có thể cung cấp scripts đó trong giao dịch giống như khi chúng ta chỉ có hàm băm của daytum nếu chúng ta đã đính kèm scripts vào UTXO, chúng ta có thể tham chiếu nó dưới dạng scripts tham chiếu và nó sẽ phải vượt qua để cho phép chúng ta gửi giao dịch. Điều này có một số lợi thế. Một lợi thế lớn của việc sử dụng phương pháp này là các scripts được sử dụng thường xuyên không bị lặp đi lặp lại trong blockchain, tạo nên một blockchain tổng thể gọn gàng hơn một vấn đề lớn nữa là nó giúp kiểm soát quy mô giao dịch điều này làm cho giao dịch rẻ hơn đúng vậy nhưng cũng cho phép chúng ta kết hợp nhiều scripts tham chiếu mà không đạt đến quy mô giao dịch tối đa một cách dễ dàng như khi chúng ta phải cung cấp tất cả chúng trong một giao dịch bây giờ chúng ta đang sử dụng các scripts chúng ta phải cung cấp redeemer đây là trách nhiệm của giao dịch chi tiêu vì giao dịch khởi tạo không biết giao dịch chi tiêu sẽ cung cấp những gì với tư cách là người hoàn trả bây giờ là lúc chúng ta lựa chọn và cung cấp redeemer cho đầu vào tương ứng và cuối cùng chúng ta phải cung cấp tài sản thế chấp tài sản thế chấp là một utxo mới không có giá trị để thanh toán cho việc thực hiện giao dịch Hiện tại chúng ta đang chạy một script và có thể xảy ra lỗi. Trong trường hợp đó, chúng ta phải cung cấp cho nốt một cách để được trả tiền cho công việc của nó. Tài sản thế chấp sẽ không được sử dụng nếu giao dịch thành công. Chỉ khi nó thất bại trong một tình huống rất cụ thể mà chúng ta sẽ khám phá khi gửi giao dịch. Và thế là xong. Như bạn có thể thấy, Cách triển khai scripts ảnh hưởng đến cách chúng ta sử dụng nó, bạn phải suy nghĩ trước về điều này. Đối với bất kỳ trường hợp nào trong hai trường hợp trước, chúng ta sẽ kết thúc bằng một giao dịch được tạo nhưng chúng ta không thể gửi giao dịch tới blockchain, bởi vì tất cả các giao dịch phải được ký bằng ít nhất một khóa đó là vì mỗi giao dịch phải chi ít nhất một utxo duy nhất và bất kỳ ai sở hữu utxo đều phải cung cấp chữ ký của mình để có thể chi tiêu đây là bước duy nhất có thể chỉ được thực hiện trên thiết bị của người dùng chúng ta có thể đã thực hiện tất cả các bước trước đó trên thiết bị của người dùng hoặc máy chủ của chúng ta hoặc với tư cách là máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nhưng thông tin xác thực của người dùng phải được lưu trữ cục bộ dưới sự kiểm soát của người dùng và trong ví mật mã như NAMI. IOZOI, like đã đè lớt, vân vân bạn sẽ phải cung cấp cách kết nối mã ọp trên của mình với các ví đó để cho phép người dùng ký giao dịch. Chúng ta đã thấy các ví dụ về điều này khi lần cuối chúng ta sử dụng Lucid với NAMI và chúng ta sẽ xem thêm ví dụ về điều này trong các bài giảng trong tương lai cuối cùng khi chúng ta ký các giao dịch của mình và sẵn sàng thực hiện điều duy nhất còn lại cần làm là gửi nó hành động gửi đơn giản nhưng những gì diễn ra ngầm thì không khi gửi một giao dịch nó phải vượt qua hai giai đoạn xác thực trước khi được thêm vào blockchain sơ đồ xác thực hai giai đoạn này được thiết kế để giảm thiểu tài nguyên mà các nốt sử dụng để xác thực giao dịch đồng thời loại bỏ các chi phí không mong muốn cho người dùng giai đoạn đầu tiên thực hiện nhiều lần kiểm tra để biết liệu giao dịch có được xây dựng chính xác hay không và có thể được thêm vào sổ cái hay không ví dụ nó kiểm tra xem đầu vào của nó có đề cập đến utxo tồn tại trên sổ cái hay không đồng thời kiểm tra xem nó có thanh toán đúng số phí và cung cấp số lượng tài sản thế chấp chính xác hay không liệu tất cả các giá trị băm có chính xác hay không liệu nó có bao gồm tất cả dữ liệu cần thiết cho thực thi scripts ở lơ tớt của bạn Vân vân về cơ bản giai đoạn một sẽ kiểm tra mọi thứ ngoại trừ liệu scripts có xác thực giao dịch hay không nếu giai đoạn này không thành công, giao dịch sẽ bị từ chối mà không được đưa vào khối và không bị tính phí hoặc tài sản thế chấp. Đây là công việc mà nốt không được đền bù nhưng là một khoản tiền rất nhỏ và nếu giai đoạn này thành công thì nốt đó có thể thực hiện xác thực giai đoạn 2. Nhờ giai đoạn một, nốt biết rằng nó có mọi thứ cần thiết để chạy scripts và được thanh toán, nhưng điều đó không đảm bảo rằng tất cả hành động của giao dịch đều có thể xử lý được. Trong giai đoạn thứ hai, nốt chạy tất cả các scripts có trong giao dịch. Trong các ví dụ ngày nay, chúng ta chỉ có một scripts nhưng có thể cần chạy nhiều scripts trong một giao dịch nếu script xác thực tất cả hành động của giao dịch nốt sẽ thêm giao dịch vào sổ cái và thu phí nếu chỉ một trong các script bị lỗi thì toàn bộ giao dịch sẽ thất bại nhưng vì việc chạy scripts ở tớt có thể tốn kém về mặt tính toán nên nốt sẽ thu thập tài sản thế chấp và bỏ qua phần còn lại của giao dịch. Đây là lý do tại sao chúng ta có tài sản thế chấp và đây cũng là lý do tại sao chúng ta chỉ ra đầu vào nào là tài sản thế chấp khi tạo giao dịch. Đây là những đầu vào đặc biệt. Họ phải có đủ ADA để trả phí, không có tốc cừng và không được ở địa chỉ Scripts. Và vì những UTXO này chỉ được sử dụng nếu giai đoạn 2 thất bại nên bạn có thể sử dụng, đi sử dụng lại cùng một UTXO. Bây giờ đến phần thú vị. Hãy nói về thuyết tất định. Let's talk about determinism. Tính xác định đảm bảo rằng bất cứ khi nào một giao dịch được chấp nhận, nó sẽ có những tác động có thể dự đoán được đối với trạng thái của sổ cái. Việc ứng dụng giao dịch trong mô hình UTXO mở rộng mang tính quyết định và kết hợp điều đó với việc đảm bảo rằng scripts sẽ luôn chấm dứt và trả về cùng một kết quả khi ứng dụng vào cùng một đối số như hàm cặp giao dịch sẽ sửa tất cả các đối số của script trong quá trình xác thực và chỉ định tất cả các hành động yêu cầu xác thực script và chúng ta có chữ ký bắt buộc trên tất cả các giao dịch để đảm bảo rằng chúng không thể bị thay đổi chúng ta nhận được đánh giá script xác định tất cả điều này đã là một phần trong cách xử lý và đánh giá các scripts và giao dịch của các Dano. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt, bạn nhận được nó miễn phí, và trên thực tế, điều này có nghĩa là người dùng có thể chạy cả hai giai đoạn xác thực và dự đoán cục bộ ọp trên sẽ tính phí bao nhiêu. Liệu giao dịch có được chấp nhận hay không và tác động của giao dịch lên sổ cái? And the on the người dùng hành động có thiện trí sẽ không có bất ngờ nào và sẽ không bao giờ bị mất tài sản thế chấp và đó là khá nhiều cho bây giờ xin lưu ý thêm và để hoàn thiện hơn về bản chất của phần lớn các blockchain có khái niệm về hát fork và goldback đôi khi chuỗi chia làm hai hoặc nhiều hơn hard fork không phải là vấn đề lớn đó là một phần hoạt động bình thường của blockchain và thuật toán đồng thuận có cách giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, khối chứa giao dịch của bạn có thể bị fork sai và không phải là một phần của blockchain đã chọn. Bạn nên trang bị đủ cơ chế chuối để giải quyết trường hợp này. Mặc dù đó không phải là điều bạn nên lo lắng ở giai đoạn này vì nó sẽ dễ xử lý khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với mã op trên nói chung. Được rồi. Tôi hy vọng máy chủ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra khi viết mã op trên của riêng bạn. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Chúc bạn viết mã vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phi Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.